giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg vừa tiết lộ rằng đang xem xét thêm NFT vào nền tảng chia sẻ hình ảnh và video trên Instagram. Vào tháng 10 năm ngoái, Facebook đã đổi tên công ty thành Meta, bắt đầu hình thành xây dựng vũ trụ ảo Metaverse. Báo cáo của công ty trong quý 4 năm 2021 đã lần đầu tiết lộ chi tiết hành chính của doanh nghiệp trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ thực tế ảo. Reality Labs đã báo cáo khoản lỗ hơn 10 tỷ USD. Dự án Stablecoin từng gây bão một thời của Facebook đã được cho là đã bán tháo tài sản để hoàn tiền lại cho nhà đầu tư. Sau đó, dự án đã được Silvergate Capital mua lại. Mặc dù đội ngũ cốt lõi Stablecoin Diem của Facebook khởi trạng nền tảng mới nhằm hồi sinh dự án từ tro tàn. Sau phát súng đầu tiên đến từ Twitter, nhiều tập đoàn truyền thông mạng xã hội đã và đang nối gót tích hợp tiền mã hóa và NFT vào nền tảng của họ. Reddit đã triển khai ảnh đại diện NFT từ bộ sưu tập của riêng mình và nền tảng YouTube và OnlyFans cũng đồng loạt công bố các ý tưởng tích hợp NFT.